cái đầu cái ở sáng giờ cái ông nói ở sớm mai cũng có mua heo cho cái ông nói heo của cô ăn mía của tôi mà đêm nào cũng ăn là biết bao nhiêu là tới chừng lớn là đâu còn gì đâu tôi bán. Cái bà này bà nói heo của tôi đêm nào cũng cột hết á, bà nào cũng nói là cột. À, nếu ông nói heo của tôi thì ông bắt ông đâm tại chỗ đi rồi là tôi thường tôi không heo tôi bỏ mà tôi thường ông luôn. Cái nó là thôi gì cũng được. Cái cuối cùng cái đêm đó ông Định, cô bác ơi ông Định, cái thằng nhỏ nó lọ mọ nó ra, thằng nó bẻ mía ra bạn đi dùng chân mờ mờ đó, cái nó tưởng đâu là ông tưởng đâu là con heo, thấy nó nhỏ mà nó lọ mọ nó chấm chấm gì đó, ông lại ông cấy cho nó một mát đặng ông tính đặng thường đó nghe, cấy nó dòm dòm ra là thằng nhỏ, cái đâm ra cái nhỏ nó chết. Nhỏ nó chết ở cái cuối cùng cái cái bà ổng mà nói với vợ ổng là nhỏ nó chết rồi, là bà mới nói giờ vậy thôi mình lén mình trộn đi cho bây giờ để là ta hay được cái mình ở tù. Cái hai chồng mới lụi củi mới đào một đêm mới đào lỗ chôn luôn. Cái sáng ở sớm nó mất đứa nhỏ rồi kiếm tá quà luôn, kiếm đủ thứ chỗ trơn với sông mà được xa sông lắm. Ở đó là coi như tôi nhớ không lầm là ở đây trên huyện là ở Cộng Tiên Châu Đốc hay là Tân Châu gì đó. Cái này là chuyện nhân quả nhưng mà nó có thật chứ cô bác, nó có thật. Rồi mình có đầu cái mới tá quà lên cái không mất nhỏ cái kiếm cũng có cái lâu ngày thôi. Còn hai chồng ông già này đó thì ông già ông bị ông đâm lỡ rồi, cái ông mới hối hận, cái ông lập cái bàn thờ, cái ông thờ ông nói mày ở sau này mày có đầu thai ở đâu thì tao tao đền ơn mày. Cái đầu cái nhỏ nó tới đầu cỡ cả năm sau vậy đó, cái nhỏ đầu thai trở lại. Cái nó nói là con đầu thai trở lại cách đây cỡ 100 cái nhà từ nhà ông trở lên mà con sanh rớt tại nhà. Cái thì nó cho hay biết ngày đó tháng đó gì đó thì ông lên tối sau có chỗ đó nó sanh rớt không có đi mụ kịp. Cái bắt đầu cái mình trong nhà mới rước mụ về thì lau mà rửa nhỏ tại vì sanh không kịp nó rớt tại nhà luôn. Cái bắt đầu ở trong nhà ta lấy đồ, cái thấy ông già này ổng như ổng nói hỏi trong nhà gì với cô, nói có người chị sanh rớt vậy đó. Cái bắt đầu trong nhà mới mà tá quạ lên là lên đầu rước mụ lại cho đầu ổng vô ổng coi ổng mới hỏi ông nhỏ một đêm nữa ổng thăm để rớt vậy thấy cũng bình nghiệp. Ổng vô thì ổng giờ ổng thấy nhỏ có cái thẹo, mà cái thẹo ổng đâm hồi đó đó cô bác, thấy cái thẹo cái ông biết rồi đúng gan là cái ta nói hồi nhỏ này nó mới xanh mà sao nó có cái thẹo, cái thẹo gì đây. Còn ông này thì ông biết là bị ông đâm. Cái cuối cùng cái sau này cái ông đi tới đi lui ông có gì ăn ông đem lên cho nó ăn. Cái ta nói hai ông già này ông thương con cháu tại vì ông có con cháu ông thương. Cuối cùng cái ông bấm cái tắt đi rồi. Chín nhưng mà leo không tới. Bây giờ ông ẩm con leo lên
vòng, cái ông được cái mát cái con chích, mà cái mát đó, cái mát hồi đó ông đâm nó đó cô bác, đâm mà ông không có dưỡng cất, họ không có bỏ mà ông để đó, rồi cái cuối cùng cái ông ẩm nó lên dài, cái ông đâm ở được cái mát cho nó chích, nó chích xong cái giọng có 3 tuổi nó cầm cái mát đâu có dưỡng, cái cuối cùng cái nó gớt cái mát nó bá vô cái góc đồ đủ quá cái này, nó bá trở lại cái đâm ông ngay chân cái bụng ông chết, chết cái làm sớm lại là nói nhỏ này coi như là nó chưa đủ tuổi ở tù, nhưng mà đúng 18 tuổi thì bắt nó. Cái bà già đó bà nói thôi cô bác đừng có bắt nó, tôi sẽ vợ chồng tôi cũng chết rồi, rồi tôi xin kể thiệt ra luôn, tại bởi vì hồi đó thằng nhỏ này á thì hồi đó cũng chồng tôi có chồng đâm mía rồi heo nan hoài, rồi chồng tôi la nói ở sớm người ta nói ai mà nếu mà heo của người ta mà đâm ta chết tại chỗ đi thì người ta thường, mà bữa đó con heo nó không ra mà nhỏ nó ra cô bác, rồi chồng tôi đâm cho nên là giết nhỏ chết mà vô tình thôi chứ không phải cố ý, không tính đâm con heo nó thường nhưng mà đâm nhỏ. Thì bây giờ cái nhỏ nó đầu thai trở lại, bà ổng cúng hàng ngày ổng giấy nó đầu thai trở lại, cái nó cho ổng biết thì ngày đó gì đó đầu thai trở lại gì đó, thì ổng lên xuống ổng tới lui, và hôm nay là coi như là tới ngày mà ổng ẩm nó về thì chỉ lấy cái chai cây mát đó mà ổng lấy ổng chích cái đủ đủ, cho nên là nó chích mà nó cầm không vững nó gớt lại thì nó vô tình nó đâm chồng chết, thì coi như là huề mạng thường mạng, thì coi như là cái này là lực nhân quả rồi. Thôi không có bắt mà cha mẹ mà không bắt nhỏ nữa, tại vì chồng tôi ở đó vô tình giết nó hôm nay nó vô tình nó làm cái mát mà gớt lại vậy thôi chứ không phải là cố ý, cho nên làng xã gì đó cũng quan hệ cho nó, tại vì hồi đó cái này nó không phải lên đòi mạng, nhưng mà cái lực nhân quả của bác ơi, lực nhân quả cố ý thì trả cái cố ý, cái vô tình thì trả cái vô tình của bác. Cái mình nhớ là cái này là cái cố ý, nữa cái vô tình, ổng vô tình thôi, ổng giết nó là giết con vật thôi, nhưng cuối cùng là con vật này nó là không phải là con vật mà con người, cho nên ổng hối hận. Vậy thì hôm nay mình kể cái vô tình, rồi ngày mai mình kể cái cố ý nha cô bác. Cô bác nhớ đón xem cái này là cái vô tình nó trả cái vô tình, còn cái cố ý nó trả cái cố ý, thì mình nên nhớ như vậy đó. Thôi hôm nay thì mình chào các bạn, cô bác và anh chị em. Còn cháu muốn thầy muốn xem nữa thì bấm đăng ký like một cái, mình sẽ kể nữa. Mình để cái vô cố ý, cái này mới kể cái vô tình thôi, thì nó trả cái vô tình. Còn cái cố ý á, thì mình kể nữa nó cũng hay lắm. Cái cố ý cũng là giết người nhưng mà nó cái lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ phim không lọt một cái ai nha cô bác. Nên mình đừng có nghĩ là mình làm lén. Vậy rồi, thôi chào cô bác.